Hello tất cả bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review con mạc. Con mạc này là ban chủ của bang Nam Đảng. Bang Nam Đảng hiện tại đang ở vị trí gọi là top 1. Top 1 của CB1. Thì sau một thời gian mình chơi game á, thì mọi người họ có một cái gọi là niềm tin tưởng như mình, họ cũng giao ạc của họ cho mình. Mẹ ông ban chủ của ban mình thì ông nghĩ game này nên ạc này không ai chơi. Ạc này hiện tại nằm top 40 của bảng xếp hạng, còn ạc có tuổi nằm ở chí tới 100 mấy lần. Ạc mình không nằm nên nó nằm ở chí 100 mấy lần. Trong đây thì nó xếp tầm ạc mình đâu mất rồi. Ạc mình nằm trong đây thì nó rơi vào tầm 49 215k. Thì hôm nay mình sẽ review con ạc nạp qua 1 triệu ạc là 900k thôi. 809. Thử xem ạc này có cái gì và build cái gì. Ok, mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn cách đó mà build dòng dòng trang bị và một số phần skill thuộc tính đồ của ạc này luôn. Ok. Để con ạc này cái chiêu 2 của nó đậu xanh nó riết đau lắm các bạn ơi, để mình riết thương cái cho con nè, riết cái nè. Ngán nó riết một cái nè. Ồ, riết có 100k vậy. Nó riết thì nó có cái dòng sáng á. Nè, riết nè. 375k. Ok, thì cái hệ này nó có một cái skill 2 khá là đẳng cấp, bắn khá là kinh. Nó bắn như là Khmer trưởng của bên Sung Goku vậy đó, nó chửi một cái này. Nếu mà không có cái dòng sáng đó tôi nghĩ nó tầm 100k. Tầm 100k. Như nếu mà bạn quýnh tay á thì bạn làm cái bùng quỳ đây nó có nữa nè. Ok. Thì nó lên được 300. Thì để kích hoạt cái dòng này thì mình vẫn chưa biết, do mình chỉ mới mượn cái ạc này thôi. Chắc phải quýnh tay rồi. Đúng rồi, quýnh tay các bạn ơi. Ok. Quýnh tay nó sẽ giật khá được ghê. Cứt mà nó cứ theo hiệu quả vậy. Ok, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn coi về cái phần ban hội cũng như trang bị và đồ đạc của ạc này như thế nào. Mình tại sao ban chủ là nghỉ chơi, ổng chán ổng nghỉ các bạn ơi. Ổng chán thì ổng nghỉ thôi, không có gì hết. Thì ạc nạp và tầm gần 1 triệu đứng top 40 thì cũng gọi là một con số tiền cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nó có tầm dạng 1 triệu ạc thì nó cũng tầm ký hiệp 5. Nếu mà tính trong những game như 35 truyền kỳ nó rơi vào tầm ký hiệp 5. Mình đang có ngoài ký hiệp 5 bên 35 truyền kỳ. Ký hiệp 6 là tầm 2,5 triệu. Ký hiệp 6 là chú kem màu hồng. Nhưng ạc này nó không có cách nó biết được ạc nạp bao nhiêu tiền á. Bạn phải coi ở đây. Ở đây thì nạp tổng cộng là 890.000 đồng. Ok, nạp thêm 601 nữa là sẽ được thưởng tiếp. Lại nạp 1,5 triệu đó. 2,5 triệu là ký hiệp 6 á, 1,5 triệu là ký hiệp 5 nha. 1,5 triệu là kiếp 5, 2,5 triệu là kiếp 6, đó là cái móc của người ta rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi phần trang bị của bạn này. Đây là phần túi đồ. Bạn này cái kháng, nãy mới đi lâm được cái viên ngọc xanh. Mẹ hình như là cái tượng xanh này. Nó không có cần nữa. Vậy như là up lên phù văn cấp cao thì nó sẽ dùng phù văn tím. Nên hiện tại giá của văn nó khá là rẻ. Nó rơi dao động tầm 1,600 thôi. Chứ lúc mới nghe thì tầm 5k luôn. Hiện tại mình cho bạn có phù văn trước đi. Từ cái hướng dưới. Phù văn thì hiện tại đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái phù văn ẩn. Ok, 7 cái phù văn ẩn. 7 phù văn ẩn rồi, lực chiến hiện tại là 17.100k. Ok, 17k đây. Thì tất công 1.000, HP 17k, hư phép với vô lý. Dòng ẩn nó lẽ gì vậy? Dòng ẩn nó lẽ gì tôi cũng không biết luôn á. Để mình chết lại. Cái này thì nó dòng ẩn nó thì nó cộng về cái phần thủ với là tấn công hay gì á. Này thì nó chỉ có chết mẹ rồi. Ủa may quá, máy tôi bấm lộn nút cái nó hủy hết ra thành lắp lại. Cái này nhức đầu lắm các bạn ơi. Tôi mình bỏ về cái phù văn đây. Mé ấn lộn một cái là ăn cám luôn. Thú cưng. Hiện tại là thú cưng cái con cỏ lông lờ này hiện tại nó đang có ba cái dòng cam. Có ba cái dòng cam. Cái gì vậy? Những dòng cam thì nhiều quá đi đó hả?
đậu xanh nó mà bữa mình có cái dòng cao anh em mà mình tẩy sao mất mẹ cái dòng cao dòng tím địa luôn. À, mày đấy anh em mới biết là đã tẩy được ba cái dòng cam này không phải là dễ đâu, các bạn mới nghĩ nó sẽ đè lên nhau, nó đè kiểu mất dạy lắm, như cái dòng tím đè lên dòng cam luôn, mé nó đè mất dạy lắm các bạn. Nên đây nó có một hai ba sáu bảy cái ô đây, nó đè lên cái ô dòng cam mới nhục, cái ô trống nó yếu đè đâu, mé game mình tôi cay lắm. Đây là cái cỏ lông lờ. Ok, nó hiện tại nó đang có ba cái dòng skill cam, đây là hiệu quả chuẩn xác. Tung là kỹ năng cái suất tăng chí mạng, ok, bao nhiêu lần chí mạng hay là cao với chí mạng 80% tấn công. Sức bền năng lượng tối đa còn 160, mình những dòng này khá là ok luôn các bạn ơi, còn gì để chơi hết. Ở đây thì thiên phú mấy cái con pet sau thì nó chứ không có đu me chuẩn xác tốc đánh. Mấy cái con sau skill căng nhờ. Ở đây là thiên phú con cỏ lông này, này nó ở đây rồi thì đương nhiên nó ở đây rồi, thì cái con ở chính giữa nó sẽ là cái con mà cộng tất cả 100% chỉ số, và nó sẽ lại cộng những cái skill này nè, nó sẽ ở giữa nó sẽ cộng skill này. Cái gì vậy? Kệ đi, không quan tâm. Bây giờ là những skill nó khá là ghê, và cái con bét giữa là cái con bét nó sẽ sử dụng được những cái skill này nha. Các bạn bỏ con bét này ở khúc sau rồi nó không bao giờ sử dụng được, nó dùng ở con nhánh giữa thôi, nó làm chủ khu vườn tình yêu ra. Phóng sinh thuộc tính thì ok, cũng con cỏ lông này nó gần full rồi. Nó gần full này. Lĩnh hội thì mình không lĩnh hội nó đâu, mé lĩnh hội nó chặt lên chặt xuống nhức đầu lắm. Mình nghĩ là cái phần lĩnh hội này đã đây được rồi, chứ nói thiệt cái dòng cam thì đẩy vô chứ giờ này lĩnh hội này mà đẩy lộn như mất các bạn cám luôn. Lĩnh hội thì bỏ cái con rắn này đi. Bà lại chưa ra cái gì, ra cái gì đây? Nó lại mất dạy không? Các bạn thấy nó lại mất dạy không? Nó lại mất luôn cái dòng xanh biển của ông ta luôn, nhưng không sao, may là dòng xanh đẩy dòng tím là điên đầu vậy nó rồi. Ok, đó là một cái phần thú cưng. Tiếp theo là phần kỹ năng. Ok luôn. Thì trước khi mình hướng dẫn các bạn cách build kỹ năng với lại skill á, mình sẽ build đồ trước đây. Ok, đây là phần đồ nè, để chụp màn hình lại phát. Đây, đây là phần trang bị. Trang bị này có một cái điểm khá là đẳng cấp là nó full dòng cam rồi. Mấy chơi giống như anh em với ông rồi nhớ làm gì kỳ, mấy ông búp theo cái kiểu mà mấy cái câu mà bao năm nhiên kỳ thì nó phải tốn tiền hơn là tiền tỷ luôn, mấy chục tỷ luôn á, bốn đâu đâu phải mấy chục tỷ thì đúng rồi. Cỡ đó họ chơi dòng cam, mà dòng cam đi vào mấy chục, 100 100 mấy hay gần 150 170 gì đó, dòng cam nó đâu phải dễ đâu các bạn, tiền không á. Còn một khối hôm nay thì nó cũng khá là dễ kiếm, các bạn hãy đi đánh tinh anh hoặc là bạn có thể đánh sử thi, nó sẽ có ghê cho các bạn. Level cao thì sử thi một số chỗ chứ không có. Ở đây để dòng chí mạng tốc đánh chính xác xuyên giáp, ở đây thì trở đòn chí mạng tốc đánh chính xác xuyên giáp tốc đánh chuẩn xác xếp lên chí mạng thì búp bạn hết chơi hệ này thì hai kiểu là hạn búp máu và hạn gọi là xét thương như thế này. Mà xét thương như thế này á thì nó cũng gọi là khá là mạnh, vì nó có một cái skill gọi là xịt một phát, nếu mà nó gây chí mạng thì nó là đau, còn nếu mà nó không gây chí mạng thì cũng rất là gác. Nói chung này cũng không phải dạng dừa đâu các bạn ơi, vì nó có dạng nó là dạng sốc á, nó sốc đam hơi bị kinh. Nó xịt nhiều nữa, hay quấn tay mấy cái xịt cái chết, quấn tay mấy cái xịt cái chết, mang cái chiều khác cũng như bỏ luôn cũng được nữa. Ok, đây là phần áo. Áo mình sẽ có giảm năng lượng né tránh chí mạng HP, ở đây là tốc đánh chí mạng HP giảm năng lượng. Ok, tốc đánh xuyên giáp HP chí mạng thì cái hệ này nó cần khá là nhiều cái giảm năng lượng để mày nó thấy cơ thể của mày nó spam chiêu hai được cực kỳ, gọi là dạng nó giảm bớt cái năng lượng để mày thấy mày xịt chiêu hai nó nhiều quá. Đây là HP thuộc lý thuộc phép giảm năng lượng. Ok, bỏ rất là nhiều năng lượng, các bạn có thể nhìn phía bên đây đó, các bạn cộng những thuộc tính mình nó góc bên tay phải của mình đó, nó ở các bạn sẵn á. Đây là chính xác, chí mạng, sức bền, tấn công, chuyên giáp, hiệu quả đỡ đòn, hiệu quả chuẩn xác. Đây, hiện tại cái quạt này nó gần full, nó còn full dòng vàng rồi, nó gần full lỗ vàng rồi, nó vẫn chưa full lỗ vàng được bởi vì đạn này bỏ khá là lâu. Mà là
Mình mới nhận cái này trong vòng tối nay thôi. Ban chủ cũng đưa cho mình thì mình cũng lấy chơi luôn. Ở đây là xuyên giáp chí mạng tấn công chính xác sức quan tốc đánh. Ở đây là HP thuộc lý phép đi tránh chuẩn xét đỡ đòn. Giảm năng lượng chuẩn xét đỡ đòn thuộc phép HP. Các bạn có thể nhìn để bạn có thể nhìn theo cái khung này để mà các bạn có thể build cho cái hệ của các bạn nha. Các bạn có thể nhìn theo khung của mình hoặc các bạn có thể tự build cho mỗi người có một cái ý kiến, một cái ý định riêng thôi. Hiện tại trang bị cộng gọi là cường hóa 1 2 3 4 có 4 món cộng 70 và 4 món cộng 60. Ôi nó khá là ghê nha, cộng khá là kinh. Mé bên tôi cộng đang cộng lên 60 mày khủng chết luôn các bạn ơi, đúng có cái 2 4 60 à, nay nó làm hơi bị nhiều. Thì đây là cái phần ấy, còn trong trang bị của mình thì còn khá là nhiều đồ. Có cái ngọc ánh sáng nữa nè, mấy ngọc này mình vẫn chưa hiểu tác dụng nó là cái gì. Ở đây thì đá phong ấn phong sử thi, có thể tăng thêm lần lượt đi sử thi. Cái này khá là ok, đi sử thi 7x đó, bạn dùng cái này 2 lần là bạn có thể tăng khả năng nghe lỗ vàng của các bạn ở sử thi 7x, nhưng mà hiện tại mình chưa có cần. Đây là cá, ui chứ cá này bán là tiền không luôn á, đá ngọc trai màu đá cực kỳ mắc, nên mình bán con đá này được nhiêu tiền. Mình thấy cái gì này lạ là mình test giá các bạn ơi, mình không bán đâu, mình dân chơi mà, mình bán cái này làm gì. 30 có 30 vàng thôi, gách thì chứ độ sao viên đá nhìn đẹp như đây mà 30 vàng á, mà nằm ở trang cá nè đó. Mình từ mấy cái này nữa. Ở đây thì có khá nhiều cá anh em nào siêu một cần cái gì nói mình tiếng, mình chế biến ra mình bán cho các bạn. Giá thì mình đã mắc giá rồi, lộn, giá thì mình sẽ suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại, chứ mắc giá thì nó ác quá, gian thường. Hiện tại là vẫn còn một cái loại 60 ở mà nó có dòng năng lượng, nó là giảm năng lượng, mà hiện tại là vẫn chưa bỏ ở đây. Hình như là ông đang phân vân, ông này ông đang phân sân mà còn ai chơi đó, có mình tôi chơi ở đây à. Mình vẫn chưa hiểu rõ cái bộ kỹ năng cái con này, mình hiện tại vẫn đang phân vân gọi là vậy, như nó có sẵn mình cũng chả muốn quan tâm nữa. Mình vậy mình build theo cái khung nó có sẵn thôi, chứ mình cũng không còn phải. Ok, giờ là 12 giờ luôn rồi, nhận thưởng. Quay cái gương này đậu xanh, ui ui cái gương, mé cái gương, cái gương này, cái gương này xuyên giáp với nhát bê. Ui cái gương này bút nhưng một cái nó cộng bao nhiêu đấy, lực chiến nó cộng hơi bị căng luôn à. Ok, up lên nè, cộng 600 lực chiến lên 252k. Ok, này hiện tại nó đang để có skill gọi là hố đen là 1. Ok, sao mà tích tụ trấn là 2 và gia động năng lượng tích tụ là 3, về cái hồi phục năng lực này là năng lực ngưng tụ ở phần thứ tư. Trong đây thì cài đặt kỹ năng thì nó hiện tại là phương án 2, phương án 2 thì đến 1 2 3 ở đâu 1 2, và cái hồi phục này là cái thứ 3, cái phát là danh dữ ở thứ tư. Ok, đây là phương án mà các bạn hãy học hỏi theo nha. Đây là phương án 3 thì nó sửa lại thành 1 2 1 2 3 4 luôn. Đây là phương án của người nông dân hay sao nè. Này là bạn không có tiền mua sách, bạn có thể chơi phương án này. Phương án này thì nó cũng gọi là không có gì gọi là nó nổ bí ẩn. Quay cái nổ bí ẩn này nó hơi cùi. Mình thấy trong những cái chiêu thức con này là cái chiêu hai nó là đẹp. Mình thấy chiêu hai nó là đẹp, còn mấy cái chiêu khác thì mình thấy nó hơi phế. Con này được mở chiêu hai nên hình như là chiêu hai con này nó hơi bị quá đáng. Ok, tiếp theo là phần ban hội. Ban hội thì nó cần tiền thôi, và cây công nghệ của bạn này hiện tại là ban 35 30 32 30 30 29 29, nhìn mấy con số 29 nhìn nó đáng đông mắt chứ, đây lấy mình trả lên 30 hết mẹ nó đi nhờ. Mình từ từ các bạn ơi, mình đang. Ok, đây là phần thưởng. Ok, ban hội của mình hiện tại là xếp hạng 1 trong tuần. Ôi, có là chúc mừng cho ban của mình được 2 cái trứng cam. 2 cái trứng cam mà giờ nhét đâu ra. Trứng tím thì nó hơi ảo, nhưng trứng cam thì để mình lấy hơn các bạn ơi. Không, mình có trứng thì mình cứ xài đi, có sao đâu. Trứng cam thủ phép tăng 10, giảm hồi chiêu 8%. Đây là năng lượng sức bền, mấy cái này mà mình cộng vô mà nó lỡ mình nó có chuyện gì chứ.
mình tức lắm. Nó ấp về thấy con cái con nó cộng mình chín không? Mẹ, mẹ mẹ bây giờ mình đè trứng cam đây rồi đậu xanh nó lỡ nó đè ra chỗ khác sao ta? Má. Thôi chứ con nào mà đánh trứng cam mình đỡ cho con cái đi. À. Cộng 15 à. Mẹ mình cộng ác dữ vậy. Ôi mà. Của yêu tinh này mình đỡ cho nó chi đã hồi chiêu đi. Giá hồi chiêu 8%, giá hồi chiêu cũng khá là ngon mà. Thôi mày đúng rồi. Chứ bây giờ mình không có dám nhét vô mấy cái này. Nhét vô mấy cái này mình ngại lắm. Ngại lắm. Mình cũng dạng người tôi. Đó, các bạn thấy không? Các bạn nhìn đi, các bạn nhét nó nhảy gì đó rồi các bạn dám nhét không? Như giờ nó đang có ba cái trứng cam này, bạn nhét vô đây rồi là nó mất trứng cam luôn sao? Mình cũng thôi. Thôi ăn chắc mặt bền. Bao giờ mình dạng như mình tích nó tầm mấy chục cái trứng á. Vậy mấy chục cái trứng đó thôi mình nhét từ từ là nó sẽ vậy, nó full vòng đẹp cho mình. Ờ. Nếu mình khi các bạn có trứng á, các bạn nên tích lại. Sau này các bạn bung luôn lần, bạn đẩy hết vô con bé thì nó sẽ ra full vòng cam cho các bạn. Ok chưa? Nhưng mà sẽ có trường hợp là nó bị đẩy đi mất, nhưng mình nghĩ là sau này nó sẽ có một cái gì đó, cái một cái ô gì đó để giúp các bạn có thể mà gọi là vậy như giúp các bạn có thể mà gọi là có thể mà đẩy trứng cam lên đúng chỗ của nó, chứ đậu xanh trên này thì nó hơi to, này nhân phẩm quá, mình nhân phẩm quá mình không chơi, gây hình quang. Ôi gây hình quang này thì nó dạng trên thiên đường cấp 70 mới nhận mới xài được, nó không có còn gì mình gọi là để nói chuyện hết á. Ở bên con an này còn gì để mình nói nữa các bạn đúng không? Ờ, mình thấy nó cũng đây danh hiệu đó, mình vô mình test cái danh hiệu mới các bạn ơi. Rồi danh hiệu mới có thì xài. Đó, nhìn đẹp liền. Ờ, danh hiệu nhìn đẹp quá chưa. Các bạn thấy cái danh hiệu của tôi không? Ủa, con này mày thằng nào mà dưới 200k? Để mình vô đây mình hỏi anh em. Ai BK xíu với mình, ai cho mình làm mấy. Bố ơi, mọi người là mình test cho cái con quái này được rồi các bạn ơi. Ôi cái búa, thằng búa mình giọng cho nó một cái thì sao ta? Mấy cái hệ này nó xịt ghê quá các bạn ơi. Đam tay của nó thì đam tay thì nó không có chí mạng cho lắm. À, đam tay thì nó không gây chí mạng luôn á. Quay vô đấu trường. Thôi mình ghẻ mấy thằng, mình ghẻ cái thằng kia thôi chứ mình ghẻ cái thằng kiếm nó chém mình đá cái máu hay gì. Mấy á. Mẹ kêu vô đấu trường quýnh xíu mẹ nó không vô. Mua yêu. Ừ bé cái thằng búa này. Mình vô đây mình kêu test đam khác mày khúc này cho mình test thôi. Ừ. Người ta ban mình nó dạng như cái game này nó vắng người các bạn. Ừ, ban người hiện tại cái không nào của mình nó hiện tại cấp 170 thì mình nghĩ số lượng người hiện tại nó tầm rơi vào tầm 300. Ờ, tầm 300 người nữa mình on cũng khá thường xuyên, mình không bỏ lỡ hoạt động gì hết á.
Với tầm 300-400 người gì đó cho một cái server. Hiện tại server hết mở luôn rồi. Anh em đã muốn chơi thì bạn có thể vô trong game Lum Asaga để mình chơi nha. Mình đang có server 1. Ạc của mình có còn khá là nhiều ạc. Ạc mình nó còn một tá ạc luôn. Mình hiện tại rồi. Ạc của mình thì nó rất là nhiều ạc, nhưng mà đậu xanh một mình chơi không hết á. Mình cày từng cái từng cái từng cái mà nó mình nghĩ là mình dồn hết quen cái luôn. Anh em muốn chơi mình thấy giao ạc, những cái ạc của mình là cho các bạn chơi nha. Ạc lực chiến nó cũng không gọi là quá cao nhưng nếu mới chơi thì vẫn chơi được, có vẫn có thể gọi là sống được trong giao tranh. Ok, thằng khốn nạn kia nó sợ mình quýnh nó chết nó trốn luôn rồi sao á. Mẹ vậy mẹ nãy trong mấy kênh chat nó kêu mình mấy cái nhóm mình chẳng mấy bú gách, nó nói mình là nó nói mình là mình thích nóng bú gách, tao đánh bỏ mẹ mày luôn vậy solo đánh đậu xanh đó. Ok, đánh thôi nghỉ. Ok các bạn nha, chúc các bạn có một ngày mới tốt lành nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye mọi người nha.